Thầy thấy nó như dây trong cọt hay đâu có dám bật ra, Trời thành ơi. quy giấu thôi cho người ta nào yên cho ngon miệng thôi, chứ không thì người ta nào thấy là mất không đi. Trời đất ơi. Nếu lúc kim luôn mà chứ đi là hai mười mấy 20 năm này đều đều hết. Trong gì đấy, trong đây là nó đụng ra liên tục. Gì đấy, Không thể tin được luôn cả nhà. nó khô không có máu mủ gì đỡ được cái đấy. Vậy thì anh đeo tất là để làm gì đây? Dấu kiến như người ta nào thấy, À, sợ người ta thấy người ta nào ăn cơm không vô vậy cũng anh chưa. lột cái tóc ra em xem thử anh. Vậy là trên cơ thể của anh đâu có chỗ nào là không có nữa đâu cả nhà. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại tỉnh Phú Yên. Và ngày hôm nay thì Nhân sẽ đi thăm một hoàn cảnh rất là đặc biệt nha cả nhà. Thì người đàn ông mắc một cái căn bệnh, đó là bệnh được bác sĩ chẩn đoán là vẩy nến. Bệnh tình rất là nặng và đằng sau cái căn bệnh đó thì cả một cái câu chuyện đằng sau nữa cả nhà. Thì bây giờ để biết được hoàn cảnh như thế nào, Nhân mời cả nhà hãy cùng đồng hành với Nhân để tiến vào bên trong căn nhà để mà thăm hoàn cảnh này nha. Đi thôi cả nhà. Chào anh. Dạ. Em vào thăm anh xíu nha. Được. Để vào chỗ nhà À, nhà mình có mỗi một cái bóng đèn thế này thôi hả anh? có bóng này. Có một bóng thôi à? Bóng còn nhà dưới Dạ. Thôi để em lấy cái bóng đèn của em trở sáng lên thêm. Còn đây, trong đây là bàn thờ ông già bà già đây. Dạ. Với bà chị với thằng Út, bà chị với Út cũng không có vợ con chồng vợ gì hết. Dạ. Vậy là bây giờ nhà mình là vốn vẹn như thế này. Bán về giờ chỉ có cha con, mà cha con cu nó nhỏ nó đi tàu nước à. Dạ. Anh nghe điện thoại là như anh có điện thoại hay sao phải không? Rồi cái ông vừa kêu điện á. Dạ. Có không chịu ở nhà chút bạn. Em nghe người bạn chia sẻ rằng là anh bị vẩy nến rất là nặng. Đúng rồi. Em tới em hỏi thăm xem thử là có giúp được gì thì em giúp. Dạ. Vậy thì anh có thể cho em xem cái bệnh tình của anh xíu được không? Được rồi, được hết. Thấy anh đều găng tay cả nhà. Vì sao mà anh lại đeo găng tay như thế này? Thấy nó xấu cái lớp da nè. Trời đất ơi. Thấy nó như dây trong cọt hay đâu có dám bật ra, Trời thành ơi. quy giấu thôi cho người ta nào yên cho ngon miệng thôi, chứ không thì người ta nào thấy là mất không, hoặc là nó đuối nó ra mình cũng mắc cỡ Dạ 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 mà cứ giấu miết ra thì Trời, cả nhà xem tay của anh nè cả nhà. tay đồ luôn Thôi nha. ơi. Thôi ơi, nó rớt, rớt bẫy rồi kìa anh. Xe đeo rớt bình thường nó không lay, hầu giờ ấy nó không phải lay, giờ lay là lay còn Vậy còn vậy giống. là nó cứ tróc ra thường xuyên như vậy anh. Dạ đúng rồi, tép liên tục đó, nó như nó nhiễm cái hố hẹp gì vậy đấy mà mình giờ mà tìm chưa có ra. Không ngờ là anh bị nặng như thế này luôn cả nhà. Nặng như sao còn nặng nữa, Còn nặng nữa à? còn đoạn nặng nữa mà giờ chưa có mở thêm Ý là còn ở chân nữa hả anh? trong nữa, Trời ơi. nếu mở áo mở xuống trong luôn. Dạ vậy thôi anh, hôm nay để em ra em thăm anh tiện chia sẻ cho em. Đúng Trời rồi, ơi. nghe nó ở tí trong nhà trang à. Dạ. Ông Tám, Dạ con chào mời ông. ông ngầu cái gớ cái ông. Đây. Thôi đó thôi. Nếu lúc kim luôn mà chứ đi là hai mười mấy 20 năm này đều đều đớn hết.
điều nó không lay nhường cái đấy, không phải lay là tôi trốn, tôi đi chỗ khác, tôi ở luôn, tôi không ở nhà để đâu. À, cái lưng của anh nè cả nhà, bây giờ anh xoay cái lưng lại cho khán giả xem, để anh xoay cái lưng lại nè. Ôi ơi. Bình thường cho cái lưng này còn nhẹ nè. Từ trên lưng xuống toàn thân luôn nha cả nhà. Đeo cái còn cái đoạn nặng nữa. Chỗ nào nặng nữa anh? Nặng kẹp chân nè. Chân nặng nữa hả? Nặng lắm. Vậy thôi lỡ rồi, cho em với khán giả xem cái chân của anh luôn đi. Đúng rồi, dây lắm. Trời ơi. Chân dây lắm. Chân đây là nó đụng ra liên tục. Ồ. Không thể tin được luôn cả nhà. Điều nó khô không có máu mủ gì đỡ được cái đấy. Vậy thì anh đeo tóc là để làm gì đây? Giấu kín cho người ta nào thấy. À. Sợ người ta thấy người ta nào ăn cơm không vô. Vậy anh lột cái tóc ra em xem thưa anh. Vậy là trên cơ thể của anh đâu có chỗ nào là không có đâu cả nhà. Đúng rồi. Ừ. Sợ người ta nào. Có cái chân nè cả nhà. Nụ ăn cơm không có được. Thì tôi giấu hết. Cái gì tôi giấu hết đây. Đây. Trời ơi, cái chân bên trái nặng hơn nữa kìa. Đấy, tôi giấu hết. Cả nhà thấy không? Trời ơi. Nhìn chân của anh nè cả nhà. Ừ, giấu hết đi, tôi đều có dám cho người ta thấy đi không. Nó nổi những cái mảng rất là dày lên anh ha. Đúng rồi, nó nổi dày lắm. Hết lớp này bắt đầu cái nó nổi nữa. Trời ơi, không cái biết sao mà đi bác sĩ đâu mà bác sĩ nuôi việc kiểm thuốc nam gì cũng không có lại biết này. Anh ơi, bây giờ thấy chưa, ông nuôi giờ ông thấy ông nuôi biếu ra đảo Phú Quốc. Anh tẩu quá cha. Em hỏi xíu nghe, anh tên gì? Tên giờ tên nói tên thiệt hay tên đáo lại? Tên thiệt chứ. Tên Hình Văn Đỡ. Anh tên là Đỡ à? Ừ, Hình Văn Đỡ, ở tròn nhà Đỡ. À, Hình Quang Đỡ. Ừ. Là năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi? Tôi ngọ này chắc 44. 44 tuổi. Ờ. Rồi vợ con của anh đâu? Ly dị 12, 13 năm nay không? Ủa, vậy thì vì sao mà lại hai vợ chồng không sống với nhau nữa anh? Một là phát chứng bệnh đây đâu ấy, nó theo trai ghê, nó bỏ luôn vậy giờ sao? Vậy là từ lúc mà anh phát bệnh như thế này chị đi luôn? Ừ. Phát ý là bắt đầu ghê ngó bộ người ta nấu nối vậy ghê theo trai đi luôn. Giờ bỏ. Rồi con gái theo ở chứ mẹ. Ừ, còn thằng cu ở đây. Dạ. Một hai con thằng cu ở đó. Chứ mình thấy một điều thế này nè. Ngoài những cái vết vẫy nổi lên dày như thế này á, thì cái móng chân của anh nó cũng khác biệt nữa nè. Cho cả nhà này xem cái móng chân của anh. Cái móng chân của anh cũng nó cũng lạ luôn ha. Nó cùng lần nó đụng lên luôn. À, nó đụng lên ha. Móng mà còn đụng lên. Ngộ hả ta? Hít vào. Vậy thì anh đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ nói anh bị bệnh gì? Thì mỗi người ở bệnh viện này nuôi quay nến là quay nến, vậy cứ nuôi vậy à. Bác sĩ chưa có nuôi dứt khoát hoặc là gì, thử máu 3 lần. Ừ. Rồi thử tiểu 3 lần, thứ gì cũng 3 lần hết. Ừ. Vậy mà sao nín thân biết cứ nuôi quay nến nè. Bảo anh bị quay nến ha. Ừ, người ta nói quay nến chứ mà tôi không biết, tôi nhiễm, tôi sợ nhiễm hô hẹp. Ủa vậy hả anh? Hôi tắc. Vậy thì trước kia anh đi làm công việc gì? Công nhân. Lúc tôi làm công nhân tôi đốt lưu hình với mũ mì, nó có taxi nuôi. Ôi trời ơi. Hai cái kia tôi hít cái mùi đấy. Vì có tôi dạng đốt lắm, thành này tôi dính này đều giờ dính cùng mấy người mà mấy người kia nhẹ lắm, nào tránh nào không có dám đốt, mình tôi dạng tôi đốt luôn, thành giờ cái tôi
đầu đưa ra bao vợ được 8 năm 10 năm à. Dạ. Bao vợ 8 năm 10 năm mà bao vợ đi là 20 cái nhà máy. Nhà máy mì vậy. Ở trong Sài Gòn kia là chủ chốt kìa mấy. Mà giờ đi dính đi giờ mấy ông nuôi tay chân về mấy ông cho làm được cái giờ thất nghiệp. Thất nghiệp giờ cứ ở không về miết cả. Mưa niệm này không có biết cái gì sai sở đó. Vậy là anh chia sẻ đó là trong quá trình anh đi làm á, anh có hít cái chất cyanua gì đó ha? Đó, có đấy. Cái chất cyanua nó nằm trong cái củ mì vậy, cái mũ mì vậy. Dạ. Đốt lưu huỳnh màu vàng ở Philippines hay nuôi lửa nó chảy ra ấy. Đốt rồi đấy. Rồi mũ mì nữa, hồi sinh mỡ ra nó hít vô, nó đeo cái não. Đeo não miếc cái thét hầu là dính luôn. Dính luôn cái giờ mình dạng làm quá ghê giờ dạy cái người ta nó bỏ lơ chứ sao. Vậy là những người đồng nghiệp làm cùng với anh nó có ai bị giống anh không? Bị làn đỏ vậy nè. Đó ơi xì cái đó đấy nè mà nó dây. Cũng đầy người luôn nhưng mà nó chưa có bung cái vị nè. Có nghĩa là cũng bị nhưng mà nhẹ hơn anh. Nhẹ hơn. Mình làm nhiệt tình quá cái thành này giờ đi về nhà cái ngầu không đi miết cái thổ chết rồi. Vậy cái lúc mà vợ anh phát hiện anh bị như thế này là vợ anh bỏ đi lúc đó anh suy nghĩ như thế nào? Thì lúc đó thì cũng buồn vậy cho giờ việc có sao. Chứ anh không có níu kéo hả? Không có níu kéo chị lại. Níu kéo chứ sao níu kéo chứ mà ta tập ở quay lén đi thầu giờ không có níu kéo được. Có hai lớp chồng rồi. Vậy thì bây giờ con của nó làm công việc gì? Nó thì nó cũng có lúc rồi đi vô Sài Gòn bán miếng bê số. Còn không đi Sài Gòn này nó nghe nuôi nấu rủ đi bét biển nước vậy. Nó nên 18 tuổi thôi. Vậy là bây giờ là cái thu nhập chính là phụ thuộc vào con trai của anh. Đúng rồi. Hai cha con sống vậy đấy, ở đây luôn ha. Đúng, nhờ cũng nhờ tiền điện đồ đây cũng nhờ nó. Trời ơi. Nó giờ nó đưa 200-300 gì đấy đóng tiền điện. Thì giờ ở nhà không đây đều có tiền đều đóng. Vậy thì ăn uống rồi thì sao anh? Anh tự nấu hả? Em uống một giải hai đi hái rêu rừng ở trước kia. ở trước gò ấy. Dạ. Có rêu. Rêu đú rồi rêu hết. Bồ ngót hoặc là rêu ủ quả. Lá giang rồi giờ men đâu gì đấy. Giờ nấu ăn khí vậy. Vậy rất là lâu, một khoảng thời gian anh bị như thế này á, anh đã đi chạy chữa nhiều chưa? Cũng đi một lúc ở hầu giờ chồng đi Sài Gòn một tháng đi 3 lần. Vô đấy bác sĩ nuôi bệnh đi không hết. Biết bác sĩ tìm ra hay là bỏ lơ hay là đông người quá không biết. Mười ngày đi lần. Đi Sài Gòn ấy. Mà giờ chồng đi tốn biết bao nhiêu tiền. Chạy kê thét hầu giờ lại lần Vậy thì anh như thế này anh có cảm giác nó ngứa ngáy nhiều không? Không ngứa, nhưng mà nó ngứa là gãi là nó chảy máu ra. Nếu mà ngứa là gãi là nó chảy máu, nó tuôn máu ra liền à. Vậy là nó ít ngứa hơn? Không có, nhờ cái đỡ được cái đấy. Ồ, ngộ hơn, nhìn thấy cả nhà nhìn thấy là từ dưới chân lên như đây, thế này. Nếu mà ngứa móc một phát là xì máu ra liền. Ủa cái chỗ này bị nặng quá nữa. Chỗ này là cái chỗ đây là do lúc đạp cái xe máy anh kia này cái nó chà vô. Nó chà vô cái nó tróc mất hơn miếng vậy. Nó nhiễm trùng. Dạ. Nhiễm trùng ra Quy Nhơn ở một tháng.
Dạ. Nó chích thuốc tơ hết rồi nó móc ra. Ừ. Móc ra mà sao gì tấu ấy, tôi nem sao tôi thấy cả nhức rồi. Ừ. Tôi nghĩ sợ nó âm vô trong xương. Tôi sợ nay mai về chắc nghi quá. Tôi phải đi khám lại cho ông khám là nay mai về nó cắt cái khúc đây là thâu xem rồi. Ừ. Rồi bây giờ anh đã đi khám lại chưa? Chưa. Tiền bạc đâu có đi khám. Trời ơi. Bí đạn luôn đâu có đi được. Cứ ở nhà này biết này đều có đi đều đâu. Nhìn thấy nặng quá cả nhà. Tức cái tủ đây này, tủ đây mà giờ đỡ đâu. Ừ. Em phẫu thuật ở quẩy một tháng ấy, Quy Nhơn ấy, một mình ở quẩy thôi. Ừ. Buồn thiêu, buồn thiết mình cứ vậy. Anh có bảo hiểm y tế không? Có, bảo hiểm cận nghèo. Ừ, thì cũng may mắn có được cái bảo hiểm cũng đỡ bớt ha. Đúng rồi, cận nghèo nấu ít cái tinh tiền nhiều lắm. Dạ. Thì đỡ được cái đấy. Anh ngồi có một xíu cả nhà xem nè, nó rớt bay lên nhà luôn nè. Ồ, thôi nó đéo liên tòa, nó cứ đụng ra. Dạ. Lạ kì ông. Vì vậy mà anh nói rằng là anh sẽ mang tóc, rồi mặc quần dài, rồi giấu lại. Giấu lại cho ai thấy giờ nấu ăn cơm chiều rồi cho ngon vậy. Cho nhiều khi họ thấy cái họ bỏ cơm hả anh? Đúng rồi, nấu bỏ cơm rồi sao? Trời ơi. Thành giờ bị gì rồi, đó. Bây giờ vợ con thì lại không còn nữa, thì còn có mỗi mình con trai lo kiếm tiền nuôi cha thôi. Đúng rồi. Còn có con trai kiếm tiền nuôi cha này. Tiền điện, tiền nước đâu gì nó không à. Ủa anh, ví dụ như khi mà anh gãi nó rớt ra thì nó sẽ lên một lớp khác hả? Thì nó tới cái dây non đỏ đây à. Ừ. Bắt đầu từ từ cái nó đụng nhó như xí rồi lên tiếp. Lên vài lần bắt đầu cái cứ vuốt ra nó đi miết. Ừ. Hết lớp đi rồi sang lớp khác. Ngủ ha. Thấy không? Ồ, nó rớt ra xong cái nó bắt đầu nó sẽ lên lớp khác nữa. Mấy người kia nuôi vô cái ông quầy rắn. Cứ nuôi quầy rắn. À, bảo anh là vảy rắn hả? Ừ, nuôi quầy rắn. Giống như kiểu là thay da vậy anh? Đấy. Ừ. Nhưng mà rắn nó thay da, nó lên một cái lớp da đẹp. Ừ. Còn anh tóc cái này xong nó y chang như cái lớp này luôn. Nhưng mà điều cái cỡ sao nuôi dạy là nó không có ngứa, chứ ngứa là gãi một phát là xong luôn ha. Máu nó ra đầy đó nè. Nếu mà nó ngứa ấy. Dạ dạ dạ. Chứ đi xong ngứa nè, chứ ngứa gãi nó đã ngứa nè. Ừ. Móc một phát nè. Ngứa. Anh, vậy thì khi mà cơ thể mình như thế này á, đi ra ngoài người ta có xa lánh mình không? Có chứ, cũng có nhiều người nó thấy nó lại. Có nhiều người nó thấy nó lại, còn nhiều người quen biết ấy. Nó không có lại, nó biết 15, 17 năm đây ông đây chứng đây là ngâu chơi chung cũng được. Nhiều hầu nó kem mẹ tay ra nó hung mà. À. Nó hung nó đeo qua sợ. Dạ. Nó nói bệnh đi mà gì lây đeo mà lây. Ừ. Nó ôm nó hung luôn mà. Nó hung luôn đây tay chân đây luôn ấy. Trời. Vậy theo như ảnh chia sẻ nha cả nhà, rằng là trước kia anh đi làm một công ty. Đúng và rồi. Bây giờ cũng không có tiện chia sẻ là công ty gì. Vì anh làm công ty, anh nói rằng là anh có hít một cái loại chất mà đối với anh á, là cái loại chất đó có thể là cái nguyên nhân làm cho anh bị như thế này. Và anh nói rằng á, là trong cái cơ quan mà anh làm á, cũng có vài người nó nhẹ hơn anh là do là họ không có lao thân vào như anh. Đúng rồi. Anh làm nhiệt huyết quá cho nên là anh hít hơi nhiều. Trong cái hầm lúc mì vậy. Nó có cái hầm nước anh. Hầm nước mì vậy rồi nó ba cái hầm mũ mì vậy, nó có chất xia nua nữa thì ông nói chứ ông lão hay ông sao biết. Dạ anh đi làm anh biết đúng không? Ừ. Dạ. Tính vừa nào tôi ra Quy Nhơn ở tiếp tháng nữa chứ. Là bây giờ là anh chỉ còn có được cái chi phí đi lại với ăn uống là anh đi. Đúng rồi. Dạ. Chỉ có 5-6 triệu là bà đang ở tháng. 6 triệu là cỡ tháng. Ừ. Cứ làm dành dụm đủ 6 triệu để đi ra vậy
một tháng đó. Là về sẽ trơn vậy, đẹp lé. À, cái mỗi lần ra mình vô thuốc là sạch hả anh? Đúng rồi, vô thuốc sao mà nó sạch lé. Trường kia nó lại tiếp, nó tái lại tiếp. À, ngộ ha. Gì lé, nó như cái gió măng cầu không bèn này. Gió măng cầu cũng bèn luôn đây. Có khi nào mà anh nghĩ rằng là cái này là cái giấc mơ của mình không? Cái mình qua cái giấc mơ là mình nghĩ rằng là bệnh nó không có bệnh như thế này không? Không nghĩ vậy. Mình nghĩ hầu trai trẻ da đẹp lắm. Dạ. Rồi cứ vợ rồi cũng bài bán đẹp lắm mà giờ này dính hết đường, hết nước mắt luôn. Anh với vợ anh có bao nhiêu người con? Hai đứa. Dạ. Thằng riêng con mà vợ chồng ly dị nó bắt con gái gì dữ, còn thằng trai có hình dữ kia này để tôi lấy lên. Dạ thôi được rồi anh. Dạ. Thấy anh gì thấy cũng ấy quá ha cả nhà, xót xa thiệt hả chứ. Giờ đi đeo có lầu nước được. Dạ. Lầu nước là nó ướt nó nhớt. Cả nhà xem chân. Ước nó nhớt là nặng quá trời nặng luôn, không có lậu gì được hết. Thú thật với anh là lần đầu tiên mà em được nhìn thấy ở phía ở ngoài đời là một cái ca bệnh mà bị vẫy mà nặng như anh luôn á. Đúng rồi. Có thể là có thể xem ở trên hình ảnh ở đâu đó, nhưng mà để mà xem thực tế ở bên ngoài mà nặng như thế này thì chỉ có anh thôi. Lần cách đây khoảng 2 năm trước á, nhưng có gặp một bé mà cũng được chẩn đoán vẫy nến nhưng mà không, cũng không, chưa đến nỗi mà nặng giống như anh. Đúng. Anh là quá nặng mười mấy năm nay rồi cả nhà. Giờ đi mà gỡ hết cái đây ra là y thì cái trái mít này nó lôi thịt ra vậy. Mít nghe anh nói rồi, gai ấy. Nghe anh nói nổi hết gì gà luôn cả nhà. Giờ đi mà gỡ ra là một miếng là thấy liền à. Thôi anh đừng gỡ, đừng gỡ ra chảy máu. Anh để cho nó bảo vệ cái đó đi, anh gỡ ra là nó chảy máu liền à. Dạ. Nếu mà gỡ ra là nó ngó như cái gai mít vậy. Dạ. Mít thịt ấy, nó đưa cái thằng đây ra này. Em thấy anh đeo hai cái nhẫn trên tay lâu lắm rồi nó. Lâu không? Nhẫn đây ông em đâu cho. Bây giờ mà gỡ ra là hơi khó nha. Nếu mà bữa nào chắc phải bấm rồi. Ai xà phòng có bấm dục gì đều. Chứ không thôi sau này cái tay anh mà nó to nha, mà cái nhẫn nó nhỏ là nó bóp cái đó lại máu nó không lưu thông nhẫn được. Nhẫn giả đi. Trời, nhẫn giả mà anh đeo ra chi. Đeo chứng tỏ một điều rằng là vẫn còn nhớ vợ phải không? Nhớ vợ đúng không? Nhớ gì giờ nó có chồng rồi. À có chồng rồi hả? Chồng rồi. Bây giờ nếu mà anh mà được điều trị hết bệnh láng tưng sạch sẽ lại, anh có mong muốn anh lấy vợ nữa không? Thì sao không muốn? Ừ, nhức hàng hay chứ con gì nữa mà điều giờ đi buồn lắm. Dạ. Giờ có... bệnh thì không có muốn đi tan gái, không muốn đi chụp hài hết á. Có khi nào mà đêm anh nằm một mình anh khóc không? Có chưa? Nhiều hứa nước mắt liên tục rồi chứ sao không có. Dạ. Nhớ vợ, nhớ con, nhớ lung tung hết. Dạ. Nhiều hầu ngầu chỗ đây cũng muốn ướt nước mắt luôn mà. Điều kèm chừng chứ. Ý là mình ráng mình nén lòng lại phải không anh? Ừ, đúng rồi, nén lòng chứ không. Hết nước mắt. Cả nhà thấy mình ngồi đối diện ảnh thì mình mới cảm thấy được là cái căn bệnh của ảnh như thế nào. Đôi khi là cả nhà nhìn qua hình ảnh là cũng chưa có cảm nhận được nó cái cảm giác mà nó đau đớn cả nhà. Cảm giác cái đau đớn kinh khủng lắm. Mình ngồi đây mình nhìn thấy thực tế mình mới thấy nè. Đúng rồi, nhiều hầu nó sẽ héo ngang. Nhiều hầu cái nó sẽ bị đầy nước vô hả? Gì vậy? Nước vô anh? Ừ, là nó bị hư lên chỗ vùng đầy liền. Ghê thế à? Ừ, là phải móc. Trời ơi. Móc rửa cho sạch. Rồi. Ừ, chứ không nó hư là. Vậy thì bây giờ nếu như mà có một cái điều ước gì đó, anh sẽ ước điều gì?
Thì cũng mong muốn tùy cái bệnh này nó sẽ hết giảm, mày kiếm bạn rồi sao cho kiểu đi. À, có nghĩa là anh cũng mong muốn là bệnh anh sẽ hết, sau đó anh sẽ kiếm một người bạn khác giới về nhà để mà thủ thủy phải không? Đâu đâu Dạ. kiếm người tay cũng được. Kiếm một Không Tây luôn hả? Anh có nói được tiếng Tây không? rồi Không được, không nói được tiếng Tây sao mà quen được người Tây? học cho À phải học ha. À. đi qua bên đó cho rầu, ở Việt Nam thì giờ buồn quá. À là kiếm cô nào bên bên đó rước anh đi luôn ha. Đúng đi luôn Dạ. cái Anh có dùng được dầu gió cũng có khi dùng không? nhưng mà hầu giờ không có dùng ngang hè. Em gửi anh chai dầu nha, cho đó lát nữa em sợ em quên. Thì anh có ví dụ như anh có muốn sức chỗ nào đó thì anh sức. Có đeo bụng rồi Dạ gì dạ, sức anh mà. thoa. Ngày hôm nay thì ghé thăm anh cả nhà, thì thấy cuộc sống của anh bây giờ thật sự là cũng khó khăn. Thứ nhất là bị như thế này thì không đi làm được. Và thứ hai thì trông cậy vào một người con trai 18 tuổi đi làm thuê làm mướn được bao nhiêu thì gửi về cho ba vài trăm nghìn để đóng tiền điện. Còn tiền ăn uống gạo rồi thì bà con xóm làng có ai giúp được cái gì thì giúp. Cho nên ngày hôm nay khi mà Nhân ghé Nhân đến thăm anh thì Nhân sẽ thay mặt gia đình của chị Mai Linh tặng cho anh một khoản tiền, đó là 2 triệu để anh có chi phí sinh hoạt. Còn cái khoản mà anh đi khám bệnh á thì trong tương lai nếu như mà có đủ duyên á thì em sẽ quay trở lại em giúp anh cái khoản anh đi ra Quy Nhơn ngang. Nhân xin phép là chị Mai Linh sẽ giúp cho anh cái khoản tiền 2 triệu em gửi lại cho anh. Dạ đâu có gì, em cũng cảm ơn À, anh ngồi xuống cũng được rồi, anh ngồi xuống đi. dạ lời cảm ơn của bên bên đây là bên chị Mai Linh hả? Dạ. Có gì cũng tặng một món quà cũng nhất hạn đỡ lo xây sở trong gia đình, rồi một ngày em mà hết bệnh em sẽ tìm tới chị Mai Linh với mấy đồng đội của anh chị, em sẽ chúc qua lại. Dạ dạ Chứ dạ chưa em cũng bí quá rồi, em không biết nói sao đây anh à. Dạ 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 Anh nói là anh sẽ tìm chị Mai Linh, nhưng mà chị Mai Linh ở đây tới nửa vòng trái đất cả nhà, ở tới tận Mỹ luôn. Anh bay qua đó cũng hơi mệt á. Nói là nói vui vậy thôi cả nhà, đôi khi gặp nhau là cái duyên, đôi khi ở nửa cầu trái đất nhưng mà chúng ta vẫn có thể gặp nhau là cái duyên mà, phải không Thôi mày bây giờ anh? thống nhất ở trong Sài Gòn cái đón xe Anh vô ha. gì vô gì đâu. À vậy thôi thì bây giờ em với lại mọi người ở đây á chúc anh sắp tới hy vọng rằng sẽ gặp được đúng thầy đúng thuốc để anh hết bệnh ngang, để anh quay trở lại với cuộc sống bình thường để xây dựng lại một hạnh phúc mới. Em thì cũng chúc vậy thôi. Thì thôi bây giờ em xin phép em đi nha. Em cũng Rồi xin lời cảm ơn rồi chị Mai Linh với anh rồi dạ đồ dạ dạ anh dạ chị đồ đây luôn. Thì đó cả nhà ơi, thì cả nhà thấy một cái căn bệnh mà thật sự là đã chạy chữa anh đi rất là nhiều nơi và tốn rất là nhiều tiền của rồi, nhưng mà cuối cùng bây giờ càng ngày nó càng nặng thêm cả nhà. Và hy vọng rằng khi mà Nhân chia sẻ video này lên á thì có thầy thuốc giỏi nào mà giúp được ảnh thì liên hệ với Nhân để cứu ảnh nha cả nhà, bởi vì Nhân thấy nặng quá. Với lại bây giờ gia đình kinh tế đang suy kiệt nữa thì Nhân cũng mong muốn rằng là ảnh sẽ chữa được bệnh. Và một lần nữa thì Nhân cảm ơn gia đình chị Mai Linh rất là nhiều đã đồng hành cùng với Nhân để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Và cả nhà đừng quên rằng là nếu mà muốn mua những cái sản phẩm về trầm hương thì hãy liên hệ lên cái số điện thoại mà Nhân để ở trên màn hình nhé, để ủng hộ Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.